ông Hoàng xe ga Honda 160 phân khối, giá gần 100 triệu đồng tại Việt Nam. Ở thị trường Việt Nam, Honda ADV 162.024 được bán dưới dạng nhập khẩu tư nhân. Mẫu xe tay ga này có giá từ 93,7 đến 94,9 triệu đồng. Kích thước của Honda ADV 162.024 lần lượt là 1950, 763, 1196mm, trọng lượng ướt 133kg chiều dài cơ sở 1324 mm chiều cao yên 780mm, khoảng sáng gầm xe 165mm. Dung tích bình xăng 8,1 lít, sức chứa cốp xe lên tới 30 lít. Cung cấp sức mạnh cho Honda ADV 162.024 là động cơ ESP Plus 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 156,9cc, làm mát bằng chất lỏng, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử VGMV động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,82 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn 14,7 Nm tại 6.500 vòng trên phút, truyền động qua hộp số CVT và dây đai. Honda ADV 162.024 đi kèm, với hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Select Table Tóc Control, HSTC. Hệ thống này cho phép người lái bật hoặc tắt tùy theo điều kiện địa hình và sở thích cá nhân. Hệ thống phanh bao gồm đĩa thủy lực đơn ở cả bánh trước và bánh sau. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS là trang bị tiêu chuẩn trên hai kênh, hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là lò so trụ đôi có thể điều chỉnh. ADV 160 được trang bị mâm xe hợp kim 14 inch phía trước với lốp không să 1180 và bánh xe 13 inch phía sau với lốp 1370. Các tiện ích đi kèm bao gồm kính chắn gió có thể điều chỉnh độ cao, khóa thông minh smart key với báo động chống trộm và cổng sạc USB. Cụm đồng hồ là màn hình LCD